Xin chào cả nhà, những ai đang quan tâm tới chuyện tình cảm của Nam Em và Lãnh Thanh. Tin vui là theo lịch trình chiều hôm nay, Nam Em và Lãnh Thanh có một buổi đổ bộ siêu thảm đỏ V-Joy Awards 2020. Cùng nhiều nghệ sĩ diễn viên đình đám cực hot của V-Biz sẽ cùng xuất hiện trên thảm đỏ. Cặp đôi Lãnh Thanh Nam Em là cặp đôi hot sẽ xuất hiện vào tối ngày hôm nay cùng với Nam Anh. Mọi người hãy chờ xem anh chị có xuất hiện không nhé. Nếu như Nam Em và Lãnh Thanh xuất hiện thì mọi chuyện không có gì thay đổi. V-Joy Awards là giải thưởng tôn vinh những giá trị tốt đẹp, đề cao những câu chuyện truyền cảm hứng đã chính thức trở lại sau một năm nhiều biến cố. Với thông điệp diệu kỳ, Việt Nam hứa hẹn sẽ mang đến nhiều giá trị tốt đẹp, năng lượng tích cực đến với cộng đồng. Hiện tại, hàng trăm nghệ sĩ trong showbiz Việt đã đồng loạt chia sẻ những câu chuyện liên quan đến điều diệu kỳ, nguồn cảm hứng trong năm 2020 để hưởng ứng trước thềm gala V-Joy. Đêm gala V-Joy sẽ chính thức diễn ra tại ngày 22 tháng 1, tức là ngày hôm nay, tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh. Hơn 30 hoa hậu, á hậu và 200 nghệ sĩ sẽ đổ bộ siêu thảm đỏ. Gala V-Joy 2020 hứa hẹn sẽ là sự bùng nổ và được chờ đợi nhất đầu năm 2021. Mọi người hãy chờ đợi và đón xem sự xuất hiện của cặp đôi Lãnh Thanh và Nam Em nhé. Ngoài ra còn có rất nhiều cặp đôi nghệ sĩ hot khác. Hoa hậu Đỗ Thị Hà, Hoa hậu Hoàng Hà, Hoa hậu Tiểu Vi, Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh, Hoa hậu Khánh Vân, Hoa hậu Lương Thùy Linh, Hoa hậu Lê Âu Ngân Anh. Hoa hậu Ngọc Diễm, Hoa hậu Khánh Ngân. Và rất nhiều siêu sao nổi tiếng khác.